lòng em quý em rung lúc ngàn bờ tre ru mát khắp thoáng trắng những cánh cò. Nhà Quang Vũ xin chào anh chị các bạn, trở lại với kênh Long An Vũ Yêu. Trước mặt anh chị là cái cầu lúa đang chạy kìa, đây cái máy cắt lúa này. Máy cắt lúa chưa? Để xe bảy người. Đây này nó chồng lại. Lúa đứng nó chạy rất là nhanh. Rồi đây xe bảy người. Rồi dừng lại lấy bao. Lúa mà đứng đứng. Chạy vào, chạy theo làm kìa. Chạy xa là quay qua cái cầu lúa đấy.
ăn. Đấy, con lúa chạy chạy như đó năm mấy vào đó. Okay. Chào cho mình chạy hết đó, mình chờ sức lên. Chào các anh chị các bạn. Hiện tại trước mặt các bạn các anh chị là cái máy Kubota DC-70 đang cắt ở trên cánh đồng huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Các bạn
và ranh nữa đó. Hai cái cước của nó bay.